Hello, xin chào mừng anh em quay trở lại với kênh Đoàn ở Gia Lai. Hôm nay em có full BU hai tấm chiếu khá là lớn nên là em sẽ quay lại để chia sẻ cho anh em mình cùng xem cái quá trình full. Nhìn chung là đối với cái hàng gỗ nguyên khối thì khi mà anh em nói chung là tất cả hàng gỗ luôn, khi anh em mình full full bóng á, là cái giai đoạn mà cảm giác như là nó lột xác hoàn toàn luôn anh em mình nhé. Lúc mà mình anh em mình xem full bóng là nó lột xác nhìn rất là đã. Chính vì vậy nên là hôm nay em sẽ quay lại chia sẻ cho anh em mình xem quá trình mà bên em full cũng như là thời gian mà cái tấm sập nó lột xác sẽ như thế nào. Anh em xem video đừng quên cho em xin những nút đăng ký kênh anh em nhé. Do nhiều ánh sáng quá này, nó phải tối hẳn. Nhiều ánh sáng quá, không được rõ lắm. Tấm này đẹp lắm anh em ơi. Đó, nó đẹp lắm. Anh em nào mà thích cái hàng đũa cảnh như này thì có thể là để lại cho em xin cái bình luận từ dưới anh em mình nhé. Đây đây, full để lên hình ảnh anh em cùng tham khảo. Để giới thiệu với anh em mình một tấm chiếu gỗ Eco. Thì tấm này nó đang giữ chiều dài là 4m12, sẽ khá là lâu rồi anh em mình nhé. Tấm này em sẽ khá là lâu rồi, nhập về trên kho thì có kỹ thuật like cho anh em mình xem á. Vân của nó rất là đẹp luôn. Bây giờ nó đang là một tấm biển như vậy, anh em mình nhìn cái cổ vân của mình nó sướng mắt luôn anh em mình nhé. Đặc biệt là những loại nào những cái phần đẹp, cái cảnh anh em cái rất là đẹp. Thì lát nữa thì em sẽ mang máy này và nó may cho anh em mình cả tiếp kia thì sẽ tiếp rất đẹp. Đẹp quá anh em ạ. Dày 20 phe thì một đầu 2 mét 6, một đầu 2 mét 4, dài thì 4 mét 12. Nên keng xa beng luôn. Siêu vip. Đây em quay anh em mình cùng chiêm ngưỡng cái tấm này nhá. Trời ơi nó dày 20 nhá. Dày 20 mà xỉ đét luôn, không có điểm tì đâu. Anh em cùng nhìn ngắm giúp em ạ. Phần đầu gỗ ấy, rất là xỉ. Cạnh thì bên em đang để là cạnh lũa như thế này. Vân cực kỳ đẹp luôn. Em phải nói là cái tấm này là vân của nó bông sụn rất là đẹp. Anh em cùng nhìn ngắm cho em. Đấy. Kể cả những cái phần đầu bên này. Đầu bên đây cũng cực kỳ êm nhá anh em mình nhá. Rộng thì rộng phe trên 2 mét hết anh em mình nhá. Phe trên 2 mét hết và dài là 4 mét 12 luôn. Anh em nào thích cái hàng lũa cạnh như thế này, phần cạnh lũa đấy ạ. Tuy là cạnh lũa nhưng mà bên em đã được bỏ cái phần rác rồi, kể cả những cái phần mà nó bành ra quá ấy, thì bên em cũng sạc bỏ bớt đi để cho cái tấm chiếu nhìn nó được thon hơn đẹp hơn. Đấy, khá là lâu rồi nhá anh em mình nhá, hàng đây khá là lâu rồi nên là anh em nào mà sở hữu được thì về sử dụng sẽ rất là an tâm. Cạnh đây anh em ạ, phần cạnh này. Là anh em mình ngắm nhìn, cạnh em vẫn đang để thô đấy. Không có rác nữa đâu, hết rác rồi. Và em nhắc lại kích thước của cái tấm này nhá. Nó một đầu nó là 2m06 và một đầu là 2m04, dày là 20 và chiều dài là 4m12 cho em. Anh em nào mà có ưng thì anh em có thể là kết nối cho em để em tư vấn cụ thể cho anh em mình nhé. Bay bể có chứ, cái rong của nó ấy. Bay ra có chứ.
hay lên full. Tấm chiếu gọi như là cực kỳ dài luôn anh em. Tấm này dài tới 4m12, dày là 25 và em nhìn lắm. Nó phun lên tới đâu thì vân nó nổi lên tới đó, rất là ok luôn đấy. Lát nữa phun xong em sẽ quay cho anh em mình tham khảo anh em nhé. Nhìn phê quá. Chung đối với giá hàng kích thước này thì khi mà trong vuông lại thì nó cũng cơ bản sạch rác. Đối với kích thước mà cái chiều dày như thế này thì anh em mình chỉ cần trong vuông lại nó cơ bản sạch rác rồi. Nhưng mà cái tấm này thì bên em là xả hết rác luôn. Hết rác luôn nên anh em mình có ưng thì anh em mình kết nối để em tư vấn cho. Vân đẹp. Bốn mét 12, dày tới 25cm nhé. Nói chung nhìn ở cái đầu bên nào qua thì nó cũng khá là ok luôn. Các góc cạnh thì cái tấm này thì khá là ok. Bóng đèn nó chớp. Bật bóng bên kia nó có phải qua tới đây không đó? Ở cỡ này là được rồi, vậy là đẹp lắm rồi. Tính ra là cái cây này bắt đầu vào cầu rồi đây này. Tính là cây này bắt đầu vào cầu rồi, đi được cái tấm kia rồi. Đi được tấm 4m, cái tấm 2m đi ngay. Giờ mấy tấm này chắc cũng đi sớm thôi. Bắt đầu nó mất ấy đâu. Nó đã được cắt duyên. Cây này đã được cắt duyên đấy. Đẹp quá. Tấm bên này 1m7 này. Nó cùng cây luôn, xẻ cũng cả hơn 5 rồi. Quá nóng này. Tối nay chắc chưa đi lên được đâu nhỉ? Đứng hai đầu quay thôi. Đứng hai đầu quay thôi. Đi vòng quanh thôi. Nhắc trên nhóm hơn tí nữa anh em nó đi lên nó đấy cũng để ý. Chụp tí đã chụp gửi lên. Nhắc. Hả? Ừ. Đẹp, men ken. Cạnh cái giác luôn. Cái giác luôn anh em ạ. Đang
xem nó cũng hồi hộp. Chờ từ từ vân nó nổi ra. Thường thì mỗi buổi tối em đều có lên live á, anh em nào mà có ưng những cái sản phẩm như thế này, anh em có thể là ghé thiên live của em. Thì trong thiên live thì đều có báo giá cũng như là tư vấn cho anh em mình rất là cụ thể luôn anh em nhé. Anh em mà có xem kênh của em lần đầu thì đừng quên là bấm đăng ký, và buổi tối rảnh anh em ghé thiên live của em trò chuyện trao đổi về những cái sản phẩm phục vụ nguyên khối anh em ạ. Ôi ạ, chờ một tí nữa nó đẩy rồi. Mũi miều mạng đấy. Hả? Em phun vậy mũi nó vào nó ngộp luôn đấy. Này so với hàng mỹ nghệ, một cống phun được cả nô. Đây tính bằng nít. Chưa anh em ơi, nhìn thế đó, dài 4m12 nhá. Ui trời ơi mũi, mẹ ơi, nó vây quanh mình chứ không phải chụp con. Chập tối nó chui ra. Một con. Thank you.
vào đẹp quá, nhìn luôn. Xong rồi, nhìn phê lắm anh em ơi. Một siêu phẩm luôn. Tấm này chiều rộng của nó là 2m, 2m anh em ơi, rộng 2m, rất là rộng nhá. Dày thì là 25 và dài là 4m12. Anh em nhìn ngắm cho em cái bộ vân của nó cực kỳ là đẹp luôn. Về phần cạnh này thì bên em cũng đã lược bỏ cơ bản là sạch rác rồi. Phần đầu gỗ rồi, nói chung là tấm này khá là êm, xẻ thì cũng được hơn 1 năm rồi. Chính vì vậy nên là bây giờ nếu mà anh em nào mà có duyên anh em mình sở hữu được cái sản phẩm này thì sẽ rất là êm anh em mình nhé. Ok, đây anh em, em quay cận cảnh cái tấm này để anh em mình cùng cùng em chiêm ngưỡng này. Sau khi mà bên em vừa mới phun bóng xong thì anh em nhìn cái tấm này rất là đẹp luôn. Phần đầu gỗ nhé. Tấm này thì nhìn chung trong cây này thì có tấm này nó có một cái đường thép ở chỗ này thôi anh em nhé, nó có một cái đường thép ở chỗ này, còn lại thì ở đây là nó êm hết, phần đầu bên kia không tì luôn. Vân đồ anh em nhìn khá là đẹp đấy, vân đồ khá là đẹp này, rộng là 2m nhé, sạch rác hết rác rồi. Dày thì là 20 năm, dày 20 năm. Và anh em nào mà muốn sở hữu cái sản phẩm này thì anh em có thể là cho em xin cái bình luận kết nối cho em tư vấn cụ thể cho nhé. Bây giờ em quay anh em mình xem cái phần cạnh của nó nhé. Cạnh là em bên em là xả hết rác rồi anh em nhé. Anh em nhìn thấy vân của nó rất là đẹp luôn, vân cạnh này, nó vân cạnh nó còn có cả nu giọt nước nữa anh ạ. Đấy, đây những cái mảng đây là nó chun nó bông lên này. Đấy, anh em thấy không, vân bông chun lên. Đầu gỗ bên này là xỉ đét luôn, đầu bên này xỉ đét luôn. Mỗi bên kia thì em báo cho anh em mình ạ, nó có một cái đường thép ở đấy. Dày thì là 20 năm và chiều dài là 4m12. Phần cạnh bên này cũng thế nhá, cũng đã được loại bỏ phần rác rồi. Quay anh em mình cùng chiêm ngưỡng ạ. Anh em ngắm nhìn cho em. Đó, phần cạnh của nó này. Đấy, đã được loại bỏ rác rồi. Vân cực kỳ là ok luôn. Rất là đã luôn nhá. Yêu thích những cái sản phẩm này thì đừng quên là bấm đăng ký kênh anh em nhé, để em sẽ lên cho anh em mình từng sản phẩm một trong mỗi video. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại anh em mình trong những video tiếp theo nhé anh em nhé.